Trong lúc mọi người đang có khoảng thời gian vui vẻ bên gia đình dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, thì tại những công trường giao thông trọng điểm, những kỹ sư và công nhân cầu đường vẫn đang miệt mài với công việc của mình để đẩy nhanh tiến độ thi công. Đối với họ, đây chính là khoảng thời gian thích hợp để dồn lực xây dựng, để công trình sớm đi vào sử dụng, ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa. Ánh nắng chói chang lúc gần 11 giờ trưa của những ngày đầu hè khiến bất kỳ ai cũng thấy mệt vì nóng bức. Thế nhưng tại dự án hầm đường bộ Đèo Cả, không khí làm việc vẫn rất khẩn trương. Đặc biệt là ở khu vực hầm Đèo Cả, 4 mũi thi công đều được các nhà thầu hối hả làm việc. Dù thời hạn dự kiến thông hầm kỹ thuật phải đến tháng 9 năm 2016, trong khi cả hai cửa hầm đã đạt 90% khối lượng công việc, nhưng trong suốt kỳ nghỉ lễ, công trường thi công vẫn duy trì làm việc 3 ca liên tục để dự án về đích sớm hơn tiến độ 2 tháng. Chắc chắn là công trường thì sẽ có thưởng những ngày các nhà thầu sẽ có thưởng cho công nhân trong những ngày thi công trong đợt lễ như thế này, và sẽ có liên hoan rồi tổ chức gọi là vui chơi lành mạnh ở tại công trường. Và chúng tôi ở đây thì nói thật gần như là không có khái niệm về thứ, chỉ có ngày làm việc thôi, chứ còn không có khái niệm về thứ, không biết là hôm nay là thứ mấy, mà chỉ biết là hôm nay ta làm việc thôi. Tại dự án giao thông động lực đường Phong Châu nằm phía tây của thành phố Nha Trang, được khởi công từ tháng 9 năm 2014, hiện dự án đã đạt 60% khối lượng công việc. Xác định đây là dự án cấp thiết, khi hoàn thành sẽ là tuyến đường huyết mạch làm đẹp thêm không gian các khu vực phía tây Nha Trang. Vì vậy, các nhà thầu thi công đang tranh thủ lúc thời tiết khô ráo, tích cực đẩy nhanh tiến độ, đưa công trình về đích trước mùa mưa lũ. Đến tháng 10 của 2016 là kết thúc cái công trình cây cầu này, tức là còn 5 tháng nữa thì sẽ kết thúc. Và để đẩy nhanh tiến độ thì nhà thầu sẽ tổ chức thi công 2 ca liên tục, và những lúc mà đổ bê tông cũng như là căng kéo dầm thì sẽ có thể thi công 3 ca. Thì về mặt công ty thì sẽ tổ tập trung về mặt kỹ thuật cũng như là tài chính, tập trung cao điểm cho dự án để hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Không chỉ riêng tại hai dự án này mà trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, hầu hết các công nhân đang làm việc không ngơi nghỉ để nhanh chóng đưa công trình giao thông trọng điểm vào hoạt động đúng và vượt thời hạn đề ra. Trên cái địa bàn của phía tây Nha Trang, tây lưng Lê Hồng Phong, thì là có 4 cái dự án trọng điểm. Thứ nhất là đường Phong Châu, thứ nhì là cầu Bao Quát Cầu Lùng, thứ ba là dự án Phú Vinh Sông Tắc, và thứ tư là chính trị hạ lưu sông Tắc và sông Quảng Trường. Thì đẩy nhanh cái tiến độ để hoàn thành sớm hoàn thành cái công trình theo cái tiến độ đề ra. Thì trong cái dịp lễ 30 tháng 4 1 tháng 5 thì các công trường vẫn tổ chức thi công bình thường. Ngày Tết lao động là ngày vinh danh những người lao động chân chính, nhưng trong khi người người đang bận rộn với các chương trình nghỉ ngơi vui chơi thì vẫn có hàng trăm hàng nghìn công nhân cầu đường vẫn bám trụ trên công trường, tất bật hối hả với công việc. Quên đi niềm vui của bản thân, họ đang cố gắng từng ngày để công trình hoàn thành đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu giao thông của người dân.